Vâng, xin kính chào này các bác và chào mừng các bác quay trở lại với kênh của em Huyền Audio. Thì để tiếp tục các video thanh lý ngày hôm nay, em sẽ lên thanh lý cho một dòng nâng tiếng đi thương hiệu nhà ETC các bác nhé, và mã là MK2000. Và trước vào video nha, các bác đi qua nghỉ cho em xin một like, một đăng ký kênh và ấn nút chuông các bác nhé, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhà em ạ. Ngày hôm nay đây, em có hai chiếc nâng tiếng hàng trưng bày bên cửa hàng nhà em nha. Hộp vẫn còn nguyên hộp và bảo hành cho trong vòng 1 năm, hàng chính hãng ETC. Em sẽ chiên cho bác chơi ngày mùng 2/9, ngày nghỉ lễ này. Mùng 2/9, em ngày Quốc khánh mùng 2/9, em sẽ chiên để cho hai bác nhanh tay nha. Mức giá cực kỳ là sốc luôn. Và ngay trước khi vào giá nha, em sẽ giới thiệu chi tiết lại dòng nâng tiếng chính hãng của ETC, mã là MK2000 này. Và phần cuối video em sẽ báo giá luôn cho các bác, đảm bảo các bác mức giá rất là tốt luôn ạ. Ở đây các bác nhìn thấy mặt trước nó này, là một mặt tấm kim loại phay nhôm, đồ sơn tĩnh liệu đen rất là đẹp cho các bác nha. Một màn hình LED hiển thị hệ thống đèn vẩy này. Còn đặc biệt nha, dòng nâng tiếng này nó có hai chế độ đèn vẩy các bác nhá. Đây em sẽ test cho bác xem này. Đây các bác bấm vào cái nút delay nhá. Đấy, đây là chế độ đèn vẩy hình giọt nước này. Đây, và chế độ thứ hai. Đấy, rồi em sẽ tăng volume cho bác nghe xem nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác. Hai chế độ đèn vẩy và hai cột đèn vẩy hai bên, CS1, CS2 này, và hai volume to nhỏ của hai bên loa các bác nhá. Hai volume to nhỏ hai bên loa và hai vế loa này. Bát chép của loa này. Đấy, và được cắt súp trực tiếp cho con nâng tiếng các bác nhá. Đặc biệt nha, con này cắt tiếng súp cực kỳ sạch sẽ cho bác, đảm bảo các bác là không cho ra một tiếng lời luôn, và tiếng súp quá là hay luôn ạ. Và đây là các đường cổng vào USB này. USB này, đấy, Bluetooth này, OTP này, COA. Các bác muốn chuyển cổng nhá, bấm nút input này cho em. Bấm nút input này chuyển cổng cho em nhá. Và đây chính là đằng sau của những chiếc nâng tiếng ETC và mã là MK2000 này. Đấy, một đằng sau này. Đằng sau có hai đường ra nhé các bác nhá. Hai đường ra loa, hai đường ra chính và hai đường vào. Đây, hai đường ra là output đây và hai đường vào là input. Đầy đủ đường dây ca lông, dây ba sen cho các bác. Và đường cắt súp nha, cũng thế nhá. Đường cắt súp đầy đủ dây ca lông, dây ba sen cho các bác này. Đấy, cắm cắt súp trực tiếp trên con nâng tiếng này. Và các đường vào OTP này, COA này. Và cần Bluetooth các bác nhá. Các bác mà dùng âm ly hoặc là vang kết nối xuống nâng tiếng thì bác cắm vào hai đường in màu trắng cho em. Rồi các bác bấm input này, chuyển sang cổng AUX này cho em là được các bác nhá. Ngày hôm nay nhá, em sẽ lên chiên để cho hai bác nhanh tay liên hệ qua số điện thoại cho em với mức giá rất là tốt. Và trước khi báo giá nhá, em sẽ test lại tiếng nhạc của dòng nâng tiếng ETC này, và phần cuối video tí nữa em sẽ báo giá luôn cho các bác, đảm bảo các bác giá rất là tốt luôn. Các ơi, đi qua cho xin một like, một đăng ký kênh và nút chuông cho em nhá. Đang sẽ test tiếng nhạc của từng vế một các bác nhá. Đây, tắt vế ở bên này đi nhá. Đây, em test vế bên này trước này. Đây, tăng to volume nhạc ở trên điện thoại lên nhá. Tiếng nhạc rất là hay luôn, rất là rõ. Đấy, em sẽ test về bên này các bác nhá. Rất là hay luôn. Đây, sẽ tăng đều cả hai vế nhá. Đấy, các bác nghe tiếng nhạc nhá, cực kỳ là hay, giúp nâng tiếng nhạc, tiếng mic của nhà bác lên nhá, một tầm cao mới luôn ạ. Thì ngày hôm nay nhá, em sẽ chiên để cho hai bác là nhanh tay liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em với mức giá cực kỳ là sốc. Và trước khi báo giá nhá, các bác đi qua thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và nút chuông cho em nhá, để em lấy động lực làm những video hay và mang đến sản phẩm tốt nhất cho các bác với mức giá cực kỳ là tốt ạ. Thì ngày hôm nay em có hai chiếc nâng tiếng hàng chính hãng của ETC, mã là MK2000, em sẽ chiên để cho hai bác nhanh tay liên hệ qua số điện thoại cho em 0969673336 với cú pháp là chốt nâng tiếng ETC hoặc là chốt nâng tiếng MK2000 với mức giá chỉ là 1.200.000 đồng các bác nhá. 1.200.000 đồng một mức giá chưa từng có luôn ạ. Mới chỉ với 1.200.000 đồng các bác sở hữu một dòng nâng tiếng giúp nâng tiếng nhạc, tiếng mic nhà bác lên một tầm cao và nó quá là hay luôn ạ. Chỉ với 1.200.000 đồng các bác nhá, em sẽ bao ship và tặng đầy đủ dây jack kết nối cho các bác và bảo hành hàng chính hãng ETC, em sẽ bảo hành cho trong vòng 1 năm, lỗi một đổi một trong 1 năm các bác nhá. Các bác mua hàng nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em, không giống như trên hình nhá, các bác hoàn hàng lại cho em và kiểm tra test lên ok rồi mới thanh toán. Test mà không lên nhá, các bác hoàn hàng lại để cho em, không mất một đồng phí nào luôn ạ. Đảm bảo với các bác nhà em làm ăn rất là uy tín luôn. Kiểm tra trước khi thanh toán và test lên ok rồi thanh toán nhá. Các bác nhanh tay nhá, liên hệ qua số điện thoại cho em 0969673336 với mức giá chỉ với là 1.200.000 đồng các bác nhá. Bao ship và tặng đầy đủ dây kết nối, bảo hành cho trong 1 năm các bác nhá. Các bác nhanh tay ạ. Và xin chào các bác nhá. Hẹn các bác những video tiếp theo.